Vâng, xin kính chào các anh chị em. Chỉ còn 2-3 ngày nữa là Giáng sinh rồi. Mùa đông, Giáng sinh, những ngày Giáng sinh. Những người tha phương rất nhớ về quê nhà. Tôi cũng vậy, không không khác hơn được những anh chị em khác. Dẫu nó có muốn quên đi cũng không quên được. Những người ở hải ngoại lâu năm, tôi nghĩ rằng hai cái thời gian mà làm cho những người xa xứ bâng khuâng nhiều nhất, day dứt nhiều nhất, nặng nề nhất chính là mùa Giáng sinh và cận đêm giao thừa, những giờ giao thừa Tết. Giáng sinh thì mình nhớ đến bạn bè của mình nhớ đến anh em của mình. Nó khác với người Tây phương, người ta nhớ đến gia đình. Trong khi đêm giao thừa là mình nhớ nhớ rất nhiều. Có lẽ là đi xa rồi mới thấy thương quê hương của mình, mới thấy nhớ quê hương của mình. Nó cũng giống như người mẹ già, mình khi mình còn mẹ của mình không thấy là mẹ của mình là ngọt ngào, mẹ của mình là cần thiết. Đến khi mà mẹ mình mất đi rồi đấy thì mình nó như quê hương vậy. Mình mới thương, mình mới thấy yêu, mình mới thấy quý. Vâng, thưa các anh chị em, cuối năm, ngày Giáng sinh, cận ngày Giáng sinh, trên xứ Pháp đang có nhiều những sự ồn ào. Có thể là nó sẽ xảy ra một cái cuộc cách mạng thứ sáu, cách mạng Cộng hòa lần thứ sáu của họ, có thể. Và nó cũng cuốn những người quan tâm đến chuyện đất nước Việt Nam khá nhiều, bởi vì những cái cuộc biểu tình đang diễn ra đó, nó rất là gần giống, tức là tương tự với những cuộc biểu tình đang xảy ra tại Việt Nam cũng như là sẽ xảy ra tại Việt Nam. Tức là nó mang cái tính cách mạng, nó mang cái tính cách người ta đến với nhau bằng truyền thông, bằng những phương tiện truyền thông, mà dần dần những tổ chức chính trị đó bị đẩy lùi lại phía sau, để từ những cái sinh hoạt mang tính cách xã hội, mang tính cách gọi là trưng cầu dân ý, đòi sự trưng cầu dân ý của người dân ấy, nó sẽ hình thành ra một tổ chức nào đó mang tính cách nó thích hợp với cái hoàn cảnh truyền thông rộng của ngày hôm nay. Vâng, xin chào các anh chị em nhé. Chúng tôi cũng bị cuốn theo những cái sự xáo động đó, những sự dao động đó. Và đặc biệt là ngày ngày Tết năm nay của họ đó, những người biểu tình của Pháp đó, ở miền quê cũng như là ở Paris đó, họ sẽ ăn cái giao thừa của họ, họ sẽ đón giao thừa của họ ngay trong đêm giá lạnh ở ngoài trời, tại cái con đường Champs d'Élysées. Từ quảng trường của Khải Hoàn Môn dẫn đến cái quảng trường La Défense và cái quảng trường Công Cọc, tức là quảng trường Hòa Bình, Hòa Giải. Dù rằng sức khỏe tôi không tốt lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng để có mặt. Hy vọng rằng tôi sẽ giữ được cái sự ước mơ của tôi. Nói ước mơ thì lớn lao quá, nhưng mà cái ý muốn của mình là có mặt trong cái đêm giao thừa của họ, để đâu đó đem được một số những sự ích lợi về cho đất nước của mình. Vâng, xin chào cô Ni nhé. Sắp Noel rồi. Vâng, kính chúc các anh chị em nhân đây, xin kính chúc các anh chị em một mùa Noel đầm ấm, một mùa Noel hạnh phúc. Và thật gần được nhìn thấy ngày mà quê hương của chúng ta, ngày mà đất nước của chúng ta có được sự thật sự là hòa giải, thật sự là hòa bình, thật sự là công bằng. Ước mơ lớn nhất của chúng ta, tôi nghĩ nó là như vậy. Và trong niềm tin của một người công giáo thì tôi xin dâng lời cầu nguyện cùng với các anh chị em công giáo là
chúng ta xin Thiên Chúa của chúng ta hỗ trợ và thúc đẩy để cho đất nước Việt Nam có được một sự hòa giải thật sự, để đất nước Việt Nam thoát khỏi cái hiểm họa diệt vong đang rất gần đối với chúng ta, đối với đất nước Việt Nam. Xin cầu mong cho những người đang cầm quyền hiểu được vấn đề một cách cụ thể hơn, để chúng ta tránh một cuộc cách mạng đổ máu nó sẽ xảy ra trên đất nước của chúng ta. Vâng, thưa các anh chị em, cũng sắp đến những ngày Noel, cũng xin nhắc đến các anh chị em là anh em chúng ta có những người ở trong tù, họ đón Noel một cách lạnh lẽo, trong có những người là ở trong các cái buồng giam kỷ luật, buồng giam buồng cùm, tôi nghĩ không nhiều đâu, nhưng mà ít ra thì cũng tôi nghĩ đến 4 đến 5 người là đêm Noel là phải cùm. Cũng giống như tôi cũng có hai cái mùa Noel là đêm Noel là nằm cùm, buồn lắm, buồn vô cùng, cô độc lắm. Thì mong rằng chúng ta nghĩ đến những anh em đấy, nghĩ đến những anh em đang vì công lý mà họ phải chấp nhận đời sống cùm kẹp ở trong tù. Hãy nghĩ đến họ. Và những người ấy thì họ nghĩ đến ai? Nhiều khi chúng ta ở hải ngoại hoặc là ở đời sống bên ngoài là chúng ta nhìn về những người tù và chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến những người tù là đủ, và những người tù là họ cần chúng ta nghĩ đến họ. Thưa không, những người tù họ không cần chúng ta nghĩ đến họ. Nhưng họ ước mong, họ ước muốn là chúng ta nghĩ đến gia đình của họ, chúng ta nghĩ đến con cái của họ nếu như những người đó đã có gia đình. Chúng ta nghĩ đến những người yêu của họ nếu như những người tù đó chưa có gia đình. Và tôi nghĩ đó là điều thân yêu mà chúng ta có thể gửi gắm được cho những anh em trong tù. Điều thứ ba muốn chia sẻ với các anh chị em đó là một cái tâm tư nặng nề về biển cả. Tại sao lại là biển cả? Cả là mẹ, biển mẹ, biển cả. Mà đất nước Việt Nam của chúng ta mà mất biển thì đất nước của chúng ta sẽ trước sau gì cũng sẽ chết. Cha ông của chúng ta đi từ Bắc vào Nam, cuộc Nam tiến sở dĩ đổ máu quá nhiều, đổ máu rất nhiều là dọc theo bờ biển. Nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái thông điệp của chúng ta đổ máu xương, tức là cha ông của chúng ta đổ máu xương là vì biển cả, những vùng đất của biển cả. Và trên cái hành trình Nam tiến như vậy đó, xương máu của hai giống dân lớn đó là giống dân Đại Việt và giống dân Champa đã vì quyền lợi của những người cầm quyền, quyền lợi của những người vua chúa mà đã phải đổ máu rất nhiều trên cái mảnh đất ngày hôm nay gọi là Việt Nam. Cái mảnh đất ngày hôm nay gọi là Việt Nam nó chỉ có một nửa hoặc gần một nửa lãnh thổ là biên cương của người Việt cổ mà thôi, của gọi là dân tộc Lạc Việt mà thôi, cộng đồng dân tộc Lạc Việt. Còn hơn phân nửa phía Nam nó là tài sản của những dân tộc khác, đặc biệt là dân tộc Chiêm Thành. Con người ta chết không phải là hết. Nếu ai nghĩ rằng con người chết là hết, nghĩa là những người đó hoặc là vô thần hoặc là ngu dốt. Con người ta chết không hết. Và vì con người ta chết không hết, thì linh hồn của họ còn tồn tại. Và nhân mùa Noel, xin kêu gọi với các anh chị em một tiếng kêu hòa giải. Không phải chỉ với những người mang cái chủ nghĩa, mang cái ý thức cộng sản, với những người mang ý thức quốc gia, mà kể cả với những người mang những xuất xứ, những dân tộc anh em khác nhau. Những dân tộc của Tây Nguyên, Ra Đê, Ê Đê, Mơ Niêng, Triềng, những dân tộc của vùng cận Nam, Tây Nam, mang văn hóa Khmer, những anh chị em mang tính cách và xuất xứ của sắc tộc Trung Hoa tự do, tức là tôi gọi là những người Đông Việt và Tây Việt,
đã cái phong trào theo cái phong trào Minh Hương, tức là phản thanh phục minh đã có mặt tại miền Nam của Việt Nam khoảng những năm 1700, 1800, đặc biệt giai đoạn 1800. Và đó chính là những lực lượng đã những lực lượng nhân lực lớn đã xây dựng phương Nam của chúng ta. Vì thế cái cộng đồng dân tộc của chúng ta là một cộng đồng dân tộc đa sắc diện, đa sắc thái, đa văn hóa, đa chủng tộc. Đã đến lúc chúng ta hết sức cần phải đâu đó nhìn về nước Mỹ. Xin đừng nghĩ rằng tôi là người chạy theo Mỹ. Tôi không chạy theo Mỹ. Nhưng tôi chạy theo sự tự do. Tôi ôm ấp sự tự do. Và tôi ôm ấp cái mô hình có thể hòa giải được với nhau những con người, những cộng đồng con người, những cộng đồng dân tộc. Đó là mô hình của Hiệp Trung Quốc, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mô hình liên bang, mô hình mà những giải pháp chính trị đã được nghiên cứu một cách hết sức là cẩn thận để hình thành ra một nước gọi là nước Mỹ của ngày hôm nay. Trong một cái live stream nào đó, tôi rất mong sẽ được trình bày với các anh chị em cái giai đoạn lập quốc của họ, để chúng ta thấy rằng sở dĩ ngày hôm nay thế giới có được một quốc gia hùng mạnh là quốc gia mang tên Hoa Kỳ, nó đã được dẫn dắt, nó đã được xây dựng bởi những con người trác tuyệt. Những con người đó họ vượt lên trên những yếu tố thuộc về dân tộc chủ nghĩa. Và vì thế, một lần nữa nhân mùa Noel, nhân mùa Giáng sinh, xin cùng với các anh chị em chúng ta tìm một ý thức nào đó, một cách thức nào đó để chúng ta tìm cách hòa giải với nhau. Hòa giải để xây dựng một đất nước Việt Nam thật sự là công bằng. Để đất nước đó đi đến sự thịnh vượng, mong rằng sau 50 năm sẽ ngang hàng với những quốc gia Đông Nam Á. Vốn dĩ trước đây 50 năm, những quốc gia Đông Nam Á đó thua chúng ta rất nhiều, thua Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta lại đề cập đến cái chuyện biển cả. Mùa Noel đến, Giáng sinh đến, bản thân tôi có được nghe một người anh em của chúng tôi hát một cái ca khúc của nhạc sĩ Kim Tuấn, đó là nhạc phẩm Biển Cạn. Ngày hôm nay tôi rất muốn cùng với các anh chị em, tôi xin hát cái bài Biển Cạn để cho chúng ta như một tâm sự chia chung, bởi vì đối với tôi thấy đây là những cái bài hát rất là ý nghĩa. Và tôi thấy đâu đó đó là cái hình ảnh của quê hương. Đối với tôi, biển cả, Biển Đông là quê hương của tôi, là mẹ của tôi. Cũng như là một sự tưởng nhớ đến với một người đã làm ra tác phẩm thơ mà tôi rất yêu thích, dẫu rằng là cái giai đoạn tôi biết đến cái tác phẩm thơ đó là một cái giai đoạn tôi còn cực kỳ là thù ghét những người mang xuất xứ cộng sản, mang bất cứ một cái hình thái nào đó có dính dấp đến cộng sản. Đó là bài thơ Thuyền và Biển. Đồng thời một cái vở kịch đã có được trình diễn tại một số các quốc gia, tại Đông Âu cũng như là tại một số nước Tây Âu. Bài thơ Thuyền và Biển và tác phẩm kịch của hai vợ chồng ông Lưu Quang Vũ có lẽ sẽ đi theo những người như chúng tôi suốt cuộc đời, bởi vì cái chết thê thảm của hai vợ chồng, một bậc trí thức, một bậc sĩ phu, cả hai vợ chồng đã bị giết. Thật là đáng tiếc vô cùng và thật là đáng buồn, thật là đáng hận. Chúng ta hận không phải hận những con người mà chúng ta hận sự ngu dốt của những con người mang trong đầu của mình một cái chủ nghĩa tối tăm.
Tập kịch đó, Hồn Chương 3, Da Hàng Thịt, đã được trình diễn. Dù rằng trình diễn vội vã, trình diễn không được quy mô lắm, nhưng nó đã mang lại rất nhiều những ý thức, rất nhiều những suy nghĩ. Những anh chị em trẻ ngày hôm nay, tôi rất mong các anh chị em, nếu không có coi được thì hãy đọc cái tập kịch, cái kịch bản đó, Hồn Chương 3, Da Hàng Thịt. Và ngày hôm nay tôi xin hát bài Biển Cạn để tưởng nhớ đến hai vợ chồng của nhà thơ Lưu Quang Vũ cùng với những người trí thức của miền Bắc, đặc biệt là phong trào nhân văn giai phẩm, đã chết đi một cách âm thầm lặng lẽ trong các nhà tù, hoặc là sau khi rời khỏi nhà tù cũng chết trong âm thầm lặng lẽ. Đó là những bậc trí thức của thời đại. Muốn gợi đến với các anh chị em là chúng ta có khá nhiều thời gian, gần 3 năm rồi chúng ta đã nhắc đến cái chuyện biển cả. Tôi nghĩ ông Lưu Quang Vũ, hai vợ chồng ông Lưu Quang Vũ với cái tác phẩm Thuyền và Biển, họ là những người tiên tri. Họ đã tiên tri về cái số phận biển của Việt Nam hôm nay. Biển của Việt Nam đã chết, chúng ta không 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 chối được. Chết vì sự độc hại, bị thả độc và còn tiếp tục bị thả độc. Không như những cái quốc gia của trên thế giới, khi có sự kiện cáo thì những cái công ty xả thải nó sẽ phải ngừng ngay. Nhưng tại Việt Nam thì những cái công ty xả thải đó không ngừng và vẫn còn tiếp tục. Và đồng thời tệ lậu, tệ hại hơn nữa là những con thuyền mang, những con tàu lớn mang những chất thải cực độc ở Trung Cộng, ở Trung Hoa Đỏ, thì lại đem vào vùng biển của Vũng Áng để xả thải. Và đó, chính vì đó mới sinh ra những cái chất độc cực độc trên biển của chúng ta. Sự tiếp tục xả thải càng ngày càng nguy hiểm, cho nên đã đến lúc chúng ta phải nhìn rằng biển của chúng ta đã chết. Cái chết thứ hai đó, nó chính là cái ý thức của chúng ta. Chúng ta không bảo vệ được nhau, chúng ta không 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 tha thiết lo lắng được cho nhau, không bảo vệ được quyền lợi của dân tộc và bảo vệ quyền lợi biển của chúng ta, tới môi trường của chúng ta nặng nề vô cùng rồi. Điều đó nó đến do chính cái sự thản nhiên của chúng ta, cái sự vô tâm vô tình của chúng ta. Chúng ta đang giết biển của chúng ta bằng sự im lặng. Trước đây hơn 2 năm, có một vị linh mục đã kêu gào những sự xuống đường của mỗi ngày Chủ nhật. Và những lời kêu gào đó đã bị lạm dụng, đã bị lợi dụng bởi nhiều tổ chức. Có những tổ chức ở hải ngoại lợi dụng vào cái lời kêu gọi đó để kêu gọi sự tụ tập một cách khổ lớn, để mong làm được cái một chút tiếng vang cho mình. Đó là tổ chức Đào Minh Quân, một cái tổ chức cực kỳ khốn nạn ở bên Mỹ. Song song đó cũng có một số những cá nhân trẻ từng học ở trong những cái trường báo chí của Cộng sản Việt Nam, đã có những cái hành động hết sức là gian dối, hết sức là gian xảo, và đã trà trộn vào được trong hàng ngũ của chúng ta. Đâu đó, nhân vật đó, tôi và một số anh em đã phải bỏ rất nhiều công sức để tìm ra chân tướng của nhân vật đó. Và tới ngày hôm nay thì còn khá nhiều người vẫn còn bám theo, tin tưởng những cái lời xảo quyệt của một cái nhân vật khá trẻ nhưng rất ma mãnh, rất lưu manh đó. Điều thứ hai nữa, nó lại liên quan đến những tổ chức lại mang cái tính cách lợi dụng những anh em đã có mặt, gọi là những nhân lực mà mình đã chi phối được ở Việt Nam, thì dùng những nhân lực chi phối ở Việt Nam để đánh phá cái lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Đó là điều đáng tiếc vô cùng.
vì cái tổ chức đó là tương đối là một tổ chức gọi là có một cái tầm thế, có một tại là có ngoại lực, tài lực rất lớn tại hải ngoại. Rất mong các anh chị em tại Việt Nam qua những cái sự kiện 2 năm, hơn 2 năm vừa qua, các anh chị em sẽ tỉnh táo hơn để lường định được những lời kêu gọi nào là những lời kêu gọi có giá trị trách nhiệm và những lời kêu gọi nào là những lời kêu gọi mang cái tính cách gọi là đi tắt đón đầu, giống như là những lời kêu gọi của 1 2 ngày vừa qua, tức là ngày 22 tháng 12 tập trung. Tôi được biết tại Hoàng Văn Thụ có một số anh chị em đã bị bắt ngày 22, tức là mới có một ngày xảy ra thôi. Rất là đáng tiếc. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng tường trình một số những cái sinh hoạt biểu tình của Pháp đang xảy ra, cũng như là có mặt trực tiếp dẫu là tôi đang bị bệnh. Cái vết thương cũ của nhà tù. Tôi cũng xin nhắc lại với các anh chị em, xin đừng nghĩ là tôi khoe nhé. Tôi đã là người từng chết đi sống lại trong nhà tù, cho nên sức khỏe là nó có vấn đề rất nặng khi mùa đông đến. Tôi nói điều này có nhiều người là nhân chứng chứ không phải tôi nói nói láo xạo nhé. Để muốn chia với các anh chị em gọi là có những ý đồ gọi là miệt thị những người như chúng tôi đó, những người từ hải ngoại về tù đầy và chết đi sống lại, thì tôi nghĩ rằng các anh chị em nên cẩn thận lại, bởi vì thực ra các anh chị em chưa đủ tuổi để mà phán xét chúng tôi đâu. Những người đã đi ra nước ngoài và sau 10 năm, sau mười mấy năm lại trở ngược lại Việt Nam để làm cái công việc yêu nước của mình và phải tù đầy. Đặc biệt là trong thời gian tù đầy, ra tòa cũng như tù đầy, chúng tôi vẫn giữ được cái danh dự của một người Việt Nam, không hề khuất phục. Từ cái căn bản đó, xin nhấn mạnh lại là các anh chị em gọi là hời hợt để mà tìm cách lăng mạ chúng tôi, thì các anh chị em chưa đủ tuổi đâu để nó lăng mạ chúng tôi đâu. Vâng, thưa các anh chị em, biển, biển cả, thuyền, thuyền và biển và tình con người đối với biển cả. Cha ông của chúng ta đã rất là đau đớn để có được miếng đất của ngày hôm nay mang tên Việt Nam. Đó là một miếng đất đẫm máu và đang rất cần những sự hòa giải, rất cần những sự tôn trọng lẫn nhau. Nhìn về quá khứ để biết sám hối đối với tổ phụ của mình. Than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn cô đơn. Tới phương trời biển
xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau. Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái, sống reo não nề. Hải Âu không về, vắng em trên đời. Biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn. Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái, sóng reo não nề. Hải Âu không về, vắng em trên đời. Biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn. Vâng, thưa các anh chị em, Noel, Giáng sinh gửi đến các anh chị em một tâm tình của một người ở xa, và mong rằng chia sẻ với nhau được những tình yêu của con người với con người, đặc biệt là con người Việt Nam giữa những người sống xa quê hương với những người đang ở tại quê hương. Ước mong đất nước của chúng ta kể từ mùa Noel này sẽ có thật nhiều những sự hòa giải với nhau giữa từng nhóm người, giữa từng con người, để dân tộc của chúng ta, đất nước của chúng ta có được một ngày tươi sáng. Vâng, xin chào các anh chị em.